Đồ gỗ Thành Luân xin kính chào quý khách. Hôm nay cơ sở đồ gỗ Thành Luân chúng tôi xin trân trọng giới thiệu với toàn thể quý khách hàng hai chiếc sập nằm. Đấy, một chiếc bằng chất liệu gỗ Gụ Ta Quảng Bình như quý khách đang thấy trên mình đây. Và phía ngoài này là một chiếc sập bằng gỗ chắc. Đấy, gỗ chắc đỏ của Lan Phi, hàng cực kỳ là quý hiếm. Và hai chiếc sập này của chúng tôi là đều là hàng hiếm và hàng có mang tính giá trị rất chi là cao. Đấy, đặc biệt. Đấy, hai chiếc sập này là cái hàng bây giờ thực sự trên thị trường không có nữa rồi. Đấy, nó cực kỳ là hiếm có, không có nữa. Nhưng đồ gỗ Thành Luân tôi làm cơ sở sản xuất đấy, lớn các mặt hàng cao cấp và đỉnh cao. Cũng xin thưa với các khách là hai chiếc sập này chúng tôi cũng để được 3 năm rồi. Để ở kho được 3 năm nay rồi, 3 đến 4 năm nay rồi. Đấy, hôm nay chúng tôi bắt đầu mới cho ra để giới thiệu với toàn thể quý khách hàng hai chiếc sập siêu đỉnh cao đẳng cấp này. Đấy, hôm nay chúng tôi chuẩn bị khánh thành cái showroom mới này. Hơn 2.000 mét vuông chúng tôi là sẽ bỏ các cái siêu phẩm để ở trong kho từ khoảng 3-4 năm trở lại đây ra để trưng bày. Đấy, vì thế khi quý khách hàng về với đồ gỗ Thành Luân chúng tôi, quý khách hàng sẽ được sở hữu ngay các siêu phẩm rất quý hiếm từ những cái thời điểm nó gỗ vẫn còn nhiều. Thì chúng tôi một cơ sở là sản xuất các mặt hàng lớn nên là chúng tôi còn giữ lại các cái sập đỉnh cao này. Đấy, chúng tôi giữ lại nhá, giữ lại mà để 3-4 năm trở lại đây rồi mà gỗ nó còn nguyên vẹn như này, không co ngót, quý khách có thể thấy được. Sập Gụ Ta Quảng Bình kích thước 1m8 x 2m, hàng 3 mặt. Dạ tiền dày 10 phân, dạ ngang dày 10 phân. Kích thước 1m8 x 2m2, chân vuông 24 phân. Đấy. Đây, chúng tôi sẽ xoay quanh một vòng chiếc sập này và xin quý khách bớt khoảng vài phút để theo dõi hết video clip này. Chúng tôi sẽ review, giới thiệu chiếc sập này và chiếc sập gỗ chắc. Vâng, đây là ba mặt nhé. Cũng xin thưa quý khách đây, ví dụ như các cái này là cái ngơi này, các cái ngơi này sau 3 năm chúng tôi để thì nó co ngót này, nó co một chỗ này thì chúng tôi chỉ dồn vào là xong. Đấy. Các siêu phẩm của đồ gỗ Thành Luân chúng tôi. Đấy, các bác nào có nhu cầu hãy liên hệ trực tiếp với Thành Luân theo hai số điện thoại 0967 110389 hoặc 0972 770 888. Cực kỳ hiếm có, chiếc sập này chúng tôi bán với giá là 165 triệu đồng. 165 triệu, quý khách sở hữu ngay cái siêu phẩm gỗ Gụ Quảng Bình này. Gụ Ta mà vân nó hiếm như thế này thì không phải là lúc nào cũng có cái vân nó đỉnh cao này. Đây là hàng chúng tôi là hàng để dành 3-4 năm trở lại đây rồi, bây giờ chúng tôi mới cho ra mắt. Đấy, 165 triệu đồng. Tiếp tục xin mời quý khách cùng theo dõi chiếc sập bằng gỗ chắc của Nam Phi. Đấy. Chiếc này thì kích thước 1m6 x 2m, 1m6 x 2m, vân này, vân xoáy mắt thần này, quá đẹp, quá đỉnh cao. Đấy, chiếc sập này là sập tứ diện, bốn mặt như nhau. Tôi sẽ xoay quanh một vòng, bốn mặt như nhau. Đây là cái của để dành của đồ gỗ Thành Luân chúng tôi để 3-4 năm trở lại đây rồi. Bây giờ chúng tôi mới tiếp tục cho ra mắt. Đấy, siêu phẩm này. Gỗ chắc của Nam Phi. Nó quá đỉnh cao và đẳng cấp. Vân gỗ thì quá đẹp. Và cái chất gỗ này thì không còn gì phải bàn nữa. Rất ít co ngót. Đấy, co ngót cực ít luôn. Mà gỗ nó cực là đanh và rắn. Đấy, chiếc sập này kích thước 1m6 x 2m. Siêu đỉnh cao. Đấy, chiếc sập này Thành Luân chúng tôi bán với giá 105 triệu đồng. Kích thước 1m6 x 2m. Để có giá được tốt hơn thì các bác hãy liên hệ trực tiếp vào số điện thoại của tôi hoặc kết bạn Zalo, chúng tôi sẽ cho cái giá tốt hơn. Hôm nay chúng tôi báo giá hai chiếc sập này. Đấy, một chiếc 105 và một chiếc 165. Đấy, chiếc Gụ Ta 165, chiếc chắc này 105. Đấy, các bác hãy liên hệ với Thành Luân chúng tôi. Còn riêng chiếc sập gỗ chắc này thì là chúng tôi làm cổ rời, kích thước 1m6 x 2m. Đấy, hãy liên hệ với Thành Luân chúng tôi tứ diện nhé. Đây là tứ diện, chúng tôi sẽ bán giá hợp lý nếu quý khách hàng liên hệ, chủ động liên hệ với chúng tôi. Đấy, qua Zalo chúng tôi sẽ cho cái giá tốt hơn. Đấy, nhưng chúng tôi báo giá công khai là 105 triệu. Đấy, hãy liên hệ với Zalo, chúng tôi sẽ có giá thành tốt hơn cho quý khách, đặc biệt được những khách hàng là mua buôn, muốn liên hệ, muốn mua buôn các siêu phẩm của đồ gỗ Thành Luân chúng tôi để về trưng bày tại cửa hàng thì hãy liên hệ với Thành Luân. Đấy. Vâng, hôm nay chúng tôi giới thiệu là hai chiếc sập, một chiếc bằng gỗ chắc của Nam Phi, gỗ chắc đỏ của Nam Phi. Đấy, gỗ chắc đỏ của Nam Phi kích thước 1m6 x 2m.
kích thước 1m6 × 2m, siêu đỉnh cao và đẳng cấp, vần gỗ siêu đỉnh cao đấy. Và chiếc này là chiếc bằng gỗ Gụ Ta Quảng Bình, Gụ Ta Quảng Bình vân gỗ đây. Chúng tôi kể cho quý khách thấy được vân gỗ đây đấy, siêu vân luôn, vân siêu vân luôn đấy, vân gỗ siêu vân bằng gỗ Gụ Ta Quảng Bình. Còn chần chờ gì nữa hãy liên hệ ngay với Thành Luân theo hai số điện thoại 0967 110389 hoặc 0972 770888 để sở hữu ngay cái siêu phẩm này. Đấy, và đây là chiếc sập gỗ chắc. Vâng, thay mặt đồ gỗ Thành Luân xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm theo dõi và ủng hộ video. Quý khách đang xem tôi quay tại showroom của đồ gỗ Thành Luân lại xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội, gồm có 7 tầng nhân với hơn 300m2 là hơn 2000m2 cái showroom này của đồ gỗ Thành Luân. Chúng tôi đang trưng bày rất nhiều các siêu phẩm. Xin quý khách hãy bớt chút thời gian về trực tiếp tại showroom của đồ gỗ Thành Luân chúng tôi để tham quan ở mục sở thị. Thay mặt Thành Luân xin chân thành cảm ơn khách hàng đã quan tâm theo dõi và ủng hộ. Quý khách hãy liên hệ và có để lại các ý kiến đóng góp với đồ gỗ Thành Luân bằng cách comment bình luận dưới video clip dưới này. Chúng tôi luôn luôn lắng nghe tiếp thu những ý kiến đóng góp của khách hàng. Xin trân trọng cảm ơn và xin chào, hẹn gặp lại.